À, xin chào quý vị trở lại chương trình trực trình TV. Thì à, tiếp tục cho những câu chuyện của tháng tư thì hôm nay chúng ta nói về cái vị thế của Việt Nam trên à, trường quốc tế trong cái thời điểm hiện nay như thế nào. Thì à, cuối tháng tư năm nay thì Việt Nam tổ chức kỷ niệm lần thứ 46 năm ngày thống nhất đất nước hay gọi là cái ngày mà non sông liền một giải Thì à, tháng tư năm 2021 này cũng là một tháng hết sức đặc biệt, khác nữa nó khẳng định một cái vị thế của Việt Nam trong cái quan hệ quốc tế thế giới. Đó là việc mà Việt Nam đang giữ cái chức gọi là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì um, ai cũng biết rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một cái um, tổ chức uy tín nhất của um, cái Liên Hợp Quốc rồi, ngoại trừ um, cái Đại hội đồng ra thì um, cái Hội đồng Bảo an là cái cơ quan quan trọng bậc nhất. Và um, trong cái thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì gồm có 15 nước và ai cũng hiểu được năm nước mà uy tín nhất thế giới đó là năm nước thường trực, còn 10 nước khác là 10 nước không thường trực. Thì trong năm nước thường trực đó gồm có là Trung Quốc ở Nga rồi Mỹ, Anh với Pháp. Còn 10 nước khác là 10 nước không thường trực thì được bầu theo cái nhiệm kỳ 2 năm và cái kiểu luân phiên. Và người ta phân bổ theo từng cái khu vực trên thế giới ví dụ như khu vực châu Á lúc nào cũng có hai thành viên. Thì năm nay đó khu vực châu Á nó có hai đại diện đó là Việt Nam và nước Ấn Độ. Và Việt Nam lần này cũng phải là lần thứ nhất mà Việt Nam đã có một lần cách đây 12 năm là năm 2008 2009 chín thì Việt Nam cũng đã giữ cái chức gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cái vai trò là không thường trực. Và nhiều người mà họ chống đối lại cái việc mà họ nói rằng ở Việt Nam cũng giữ cái chức mà thành viên không thường trực cũng không có vấn đề gì quan trọng tại sao phải ca ngợi không cần thiết phải đánh giá này kia nọ. Nhưng mà họ nói như vậy là cũng không đúng bởi vì mặc dù là 10 nước không thường trực nhưng mà cái vai trò của họ rất là quan trọng trong các cái nghị quyết của hội đồng bảo an đó mặc dù có 15 thành viên năm nước thường trực là năm nước có quyền phủ viết. ví dụ như trong năm nước đó họ không đồng ý một vấn đề gì chỉ cần một nước họ không đồng ý thôi thì nguyên cái nghị quyết nó không được thông qua nhưng mà ngược lại đó nếu mà năm nước đó mà đồng ý thông qua một cái nghị quyết gì đó hết nhưng mà 10 nước còn lại này đó mà họ không thông qua đó thì cũng không thể nào coi như cái hiệu quyết đó nó có hiệu lực chính vì vậy phải có một cái sự dàn xếp giữa những cái nước gọi là thường trực và những nước không thường trực và người ta lúc nào á cũng phải bỏ cái phiếu á nó đạt được từ chín phiếu trở lên tức là 9 trên mười phiếu trở lên chứ còn mà dưới 9 phiếu thì không thể được tức là ít nhất là trong năm nước thường trực là họ phải đồng ý hết rồi có thêm ít nhất là 4 trên 10 nước không từng trực nữa, đồng ý với họ thì lúc đó cái nghị quyết mới có hiệu lực chứ còn không á thì mà cái bỏ phiếu mà không đạt được thì chắc chắn một điều là cái nghị quyết đó đem dục thùng rác rồi. Và để đạt được một nghị quyết thì chúng ta thấy là trước giờ hội đồng bảo an Liên Quốc lúc nào cũng làm việc theo cái cơ chế là phải thỏa thuận và phải đi tiếp xúc và phải đi vận động và cái nước mà làm chủ tịch một cái nước thể hiện cái uy tín của mình rất là nhiều. Bởi vì cái tiếng nói của cái đất nước đó nó sẽ có thu hút được người khác hay không? Và mình có đưa ra những cái sáng kiến như thế này như khác ở trong những cái điều kiện hết sức là đặc biệt. Ví dụ như cái vai trò làm chủ tịch hội đồng bảo an Liên quốc trong cái điều kiện kinh tế thế giới nó rất là hòa bình, nó không có vấn đề gì gọi là nảy sinh cả thì không cần thiết để đem ra hội đồng bảo an Liên quốc để mà giải quyết thì um, cái nhiệm kỳ của một cái nước như vậy đó nó rất là dễ dàng nhưng mà hiện giờ trong cái tháng tư này thì Việt Nam có khá nhiều những cái công việc để giải quyết ví dụ như trong cái hồ sơ của Myanmar thôi thì um, cũng cho thấy rằng trong vòng có một tháng thôi mà đã họp qua bốn lần mà để giải quyết liên quan vấn đề của miến điện và cách đây một hai ngày ngày hôm qua là ngày 27 tháng 4 đó, năm 2021 thì um, cũng có một cái hội đồng bảo an cũng đang thông qua một cái kế hoạch nữa thông qua một cái nghị quyết nữa và đó là một bài quyết rất là quan trọng và mang dấu ấn của Việt Nam thì chúng ta sẽ nói sao về vấn đề đó thì bây giờ trở lại cái vị thế của Việt Nam trong cái cái Liên Hợp Quốc á, thì người nói rằng Hội đồng Bảo An hay là Đại Hội đồng của Liên Hợp Quốc bây giờ rất là nhiều nước cho nên là cũng không có gì phải quan trọng nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chúng ta phải xét lại cái quá khứ của Việt Nam từ trước năm 1975 khi mà Việt Nam bị chia cắt bởi những cái sự tính toán hay nói đúng hơn là bởi những cái nước lớn họ xem xét và thông qua các hiệp định Paris chẳng hạn hiệp định mà gọi là khi mà cắt cái Việt Nam ngay cái vị tiến 17 đó theo cái kiểu là hai cái khu vực miền Bắc và miền Nam của Việt Nam là có hai cái nước riêng biệt một cái kể cả hai nước đi, đi theo cái gọi là cái hai nước Cộng Hòa nhưng mà hai nước Cộng Hòa này đều không có cái ghế ở trong Liên Hợp Quốc một nước á, thì gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn một nước ở miền Nam gọi là Việt Nam Cộng Hòa thì cả hai nước đều không có ghế trong Liên Hợp Quốc và mãi đến năm 1976 tức là sau năm ngày 34 năm 1975 thì năm 76 Việt Nam mới được tái gia nhập vào cái hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khi đó mới có cái ghế chính thức và ai cũng hiểu được trong vòng 15 20 năm năm đầu tiên á, thì cái thế của Việt Nam bị cô lập rất là nhiều và Việt Nam cái kinh tế trong nước còn lo chưa xong nữa và theo kiểu bị bao vây và bị đóng cửa rất là chặt. Chính vì vậy um, cho nên là cái quan hệ quốc tế khi đó cũng chỉ là quan hệ đối với một số những cái nước khảo chủ nghĩa thôi hoặc là một số những cái nước gọi là theo cái phong trào không liên kết. Chứ còn um, mở rộng ra như hiện nay đó thì nó rất là khó nói chung là không có. Và chỉ sau khi mà nước Mỹ um, họ bình thường hóa quan hệ Việt Nam vào năm 1995 rồi sau đó thì um, xóa cấm vận hàng loạt những cái vấn đề đó làm cho Việt Nam càng lúc càng mở cửa và mở riết rồi bung ra luôn và đến bây giờ thì Việt Nam quan hệ rất là nhiều nước có thể nói gần như khắp luôn cả thế giới rồi và có thể nói rằng mình nhìn cái quá trình như vậy đó mới thấy được rằng từ cái lúc mà Việt Nam ở cái chỗ làm không được cái ghế trong Liên Hợp Quốc và đến bây giờ thì cái vị thế được vào Liên Hợp Quốc rồi được um, coi như là bổ được bầu vào cái vị thế làm cái hội đồng gọi là không thường trực của hội đồng Bảo An thì um, cái lần trước đó, năm 2008 chính có lẽ là nó còn bỡ ngỡ theo cái kiểu là lần đầu tiên Việt Nam giữ cái vị thế đó. Và trong cái nhiệm kỳ đó thì cũng không có một cái sự kiện đặc biệt giống như cái sự kiện Myanmar như lần này. Dĩ nhiên là lần đó Việt Nam cũng có đề xuất một cái nghị quyết mà nghị quyết là liên quan tới vấn đề mà bảo vệ phụ nữ thì um, nó khác đi cái vấn đề như hiện nay. Hiện nay đó là một cái nghị quyết liên quan tới vấn đề mà xung đột. Và um, cái lần này đó thì uh, Việt Nam được tái mà ứng cử và cũng như là được tái mà bầu lại đó thì rõ ràng trong các vực châu Á đó người ta cũng phải tin nhiệm Việt Nam. Chúng ta thấy rằng có nhiều nước họ chưa bao giờ được bầu vào cái thành viên của Hội đồng Bảo an cả, mặc dù là như thế là không thường trực. Và Việt Nam thì được bầu lại hai lần và cái lần nó chỉ cách nhau có 12 năm thì đó là một cái sự khá là đặc biệt rồi. Và chúng ta bây giờ trở lại cái việc mà cái nghị quyết ngày 27 tháng 4 vừa qua đó thì nói về cái vị thế của việt nam trong tháng tư này cũng có nhiều người họ chống đối lắm nói chung là những người mà đấu tranh um, chống cộng sản ở ngoài um, ở bên hải ngoại chẳng hạn thì cứ nói rằng uh, hồi đầu tháng tư khi mà um, hoặc là hồi tháng 3 vừa qua việt nam đối tư cách là không thường trực thì um, cũng cùng với ấn độ cùng với nga cùng với trung quốc là không có chịu ra một cái nghị quyết để mà phản đối um, hay nói chung là phản đối cái cái thành phần gọi là đảo chánh đó. họ họ nói rằng mỹ đó họ muốn ra một cái nghị quyết như vậy Nước Anh hay là nước Pháp cũng muốn ra một nghị quyết Là phải lên án những cái thành phần đảo chánh Cái cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi Nhưng mà khi đó thì quan điểm của Việt Nam Với Ấn Độ, với Trung Quốc Thì nói rằng những cái vấn đề đó là Vấn đề mà cá biệt Những vấn đề của nội bộ của đất nước Miếng Điện Và không có lên án như vậy Nhưng mà sau đó thì người ta cũng lên án Bằng các cái nghị quyết khác Ví dụ như hồi đầu tháng Tư Rồi cái cuộc họp sau đó nữa Thì rõ ràng là những cái quyết nghị quyết đó đó là nó lên án về khi um, sự sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình hoặc là lên án về cái sự leo thang về vấn đề bạo động bạo lực ở trong cái đất nước miến điện dĩ nhiên người ta nói về cái vấn đề chung chung thôi ngay cả lực lượng quân đội của miến điện mà sử dụng bạo lực đối với người biểu tình ô hòa cũng là một cái sự lên án và người ta chỉ lên án đến mức độ như vậy thôi chứ um, không làm theo cái yêu cầu của hoa kỳ và chính vì vậy thì nhiều người họ chống đối họ không thích họ nói rằng Việt Nam có lẽ là đi nghe theo lời của nước nga hay là của Trung Quốc và chỉ bỏ phiếu thuận lợi cho Trung Quốc thôi chứ không có phải là Việt Nam không có cái 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 việc mà cản trở đó không có lên tiếng về về cái việc mà chống đối cái lực lượng của của quân đội thì chúng ta thấy đó là ngay trong cái luật pháp của quốc tế, ngay cả trong cái cái quy định của khối ASEAN đó, nó cũng rất là khác nữa. Việt Nam mặc dù đi vào cái thành viên của Hội đồng Bảo an, nhưng mà Việt Nam cũng là thành viên của cái khối ASEAN và Việt Nam đi vào được bầu vào cái vị trí đó là rõ ràng là do khối ASEAN người ta thống nhất, người ta cũng đồng ý trong 10 nước này họ tín nhiệm Việt Nam và họ nói là ở à, anh Việt Nam anh đại diện cho um, chúng tôi và đại diện châu châu Á đi đi vào đó và những nước châu Á người ta cũng thấy như vậy và người ta mới bầu Việt Nam và ngay cả những nước khác ngoài châu Á cũng tin tưởng vào cái điều đó người ta mới đưa Việt Nam vào cho nên 97 năm 2020 đó thì Việt Nam bầu được bầu vào với cái vị thế rất là cao cái số phiếu rất là cao là như vậy thì bây giờ đó theo như cái tiêu chí của cái khối ASEAN là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và người ta chỉ bỏ phiếu trên cái cơ sở là phải giải quyết tôn trọng các luật pháp và Việt Nam phải thực hiện cái điều đó, chứ là không thể nào lên án một cách nó vô cớ như vậy, bởi vì trong cái sự xung đột ở trong cái đất nước Miến Điện thì cái lực lượng quân đội cũng là một lực lượng chính trị trong cái cái hệ thống đó, họ có phiếu là 25% số phiếu ở trong cái cái hệ thống chính trị tức là ngay trong cái Quốc hội của họ, lúc nào quân đội cũng chiếm 25% ghế hết, cho nên là bây giờ lên án cái cái quân đội thì quân đội bây giờ người ta không nghe thì sao? rồi cuối cùng họ quay ngược lại và họ đóng cửa hết họ làm đủ thứ chuyện hết và rõ ràng những cái sự mà vi phạm như vậy nó rất là nguy hiểm và đừng nói chi đối với Trung Quốc thì họ có những cái vấn đề khác nữa thì chúng ta không nói nhưng mà lần này đó thì vào chúng ta nhớ là từng trước á khi mà khối ASEAN có một cái cuộc họp và cuộc họp cấp cao rất là quan trọng ở Jakarta của đất nước Indonesia thì khi đó đó thì đại diện của ở phía bên cái đất nước coi như Myanmar đó thì ông thống tướng của quân đội của Myanmar đã bắt đầu ông ta đi đại diện và đi tham dự cái cuộc họp hội đồng bảo hội đồng của như khối asean và chính vì ông này ông đại diện đi họp thôi cũng đã bị lên án rất là nhiều nói chung là nhiều người gọi là đấu tranh chống chống lại cái việc đó thì họ họ lên tiếng họ nói rằng ông đó không phải là đại diện ông đó là lực lượng của cái lực lượng đảo chánh À, tại sao phải cho ông ta đi cuộc họp và tại sao không cho những cái người gọi là chính quyền lưu vong, chính quyền mà um, của những cái lực lượng mà chống đối nó ủng hộ cho bà Aung San Suu Kyi đại diện, tức là phải cử hai bên đi giữ luôn chứ. Nhưng mà không, chúng ta thấy rõ ràng là khối ASEAN à, người ta cũng thấy rằng hiện giờ là cái người đang cầm quyền và có khả năng um, chi phối đó là trong cái um, ông uh, thống tướng SLIN gì đó. Thì chúng ta thấy rằng Ông ta đi đến dự và cuối cùng thì trong cái khối ASEAN người ta cũng tôn trọng thấy cái nguyên tắc chung và cũng kêu gọi ông ta là thực hiện trong các cái điểm đó để mà đưa ra những cái giải pháp có thể tạo ra cái hòa bình ở trong cái khu vực này. Và cuối cùng thì coi như cuộc họp mà khối ASEAN thì ông thống tướng Ham coi như là Onslan á, ông ta cũng đã chấp nhận có coi như là đạt được cái thỏa thuận với khối ASEAN gồm đó gồm có cái năm điểm thì năm cái điểm này thì cũng là một cái đột phá rồi thứ nhất là coi như là gồm chấm dứt bạo lực nè thứ hai là coi như là tiến hành các cái cuộc đối thoại mang cái tính chất là xây dựng giữa các bên với nhau đây cũng là một cái điểm mà cái trong cái cuộc um, họp trước đây đó trong của đại hội đồng bảo an liên hợp quốc thì việt nam cũng đề xuất là cần phải có một cái sự đối thoại những cái lực lượng phe phái ngay trong cái đất nước miến điện theo cái kiểu là không có bỏ bất cứ một cái phe phái nào cả tất cả các cái phe phái trong cái đất nước miến điện đều được mời đến à, để mà tạo ra một cái cuộc um, thương lượng và người ta sắp xếp một cái đường hướng để mà mang cái chất hòa bình lại cho cái đất nước điện và cái điều nữa là à, đặt phái viên của khối asean nó sẽ làm trung gian cho các cuộc đối thoại đó thì ông tướng uh, salan ông ta cũng cũng đồng ý cái điều này và điều thứ um, cuối cùng á, là chấp nhận viện trợ và sẽ um, để phái viên của khối asean tới myanmar thì đó là cái điều mà chúng ta đã thấy um, nó đã đạt được cái thỏa thuận của mấy ngày trước kia và ngày hôm qua là ngày 27 đó thì trong cái cuộc họp um, của Đại hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thì um, trên cương vị là chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thì um, um, đã Việt Nam đã mở ra cái um, buổi thảo luận về các bộ trưởng về cái chủ đề bảo vệ các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với cái sự sống của cái người dân thì uh, do ông bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, Tân Bộ Bộ Ngoại trưởng Tân Ngoại trưởng của Việt Nam đó là ông Bùi Thanh Sơn và chủ trì với cái sự kết hợp của theo cái kiểu là trực tuyến. Và cái hội nghị này đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp, có thể nói rằng cái nghị quyết mang số là 2573 và đã được um, coi như thông qua với cái, cái số phiếu là 15 trên 15 các cái thành viên trong cái um, hội đồng bảo an Liên Quốc đều được um, đều được bỏ phiếu hết và cái nghị quyết này đó có thể nói rằng um, nghị quyết do chính Việt Nam soạn thảo thì trong hai tháng vừa qua tức là khi mà Việt Nam chưa um, coi như là Việt Nam từ cái lúc đề xuất rồi um, đưa ra các ý kiến và hoàn thiện um, cái, cái, cái 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 dự thảo nghị quyết rồi ngay cả um, trong cái kỳ mà tiếp xúc rồi um, kêu gọi các nước khác đồng bảo trợ chỉ như là những nước không phải nằm trong cái khối um, hội đồng bảo an không mà ngay cả những nước bên ngoài nữa cũng đã đồng bảo trợ với Việt Nam trong cái việc để mà thông qua một cái nghị quyết như thế này và đây là cái nghị quyết nó lên án mạnh mẽ về không có việc về cái việc mà để những người dân á, mà bị rơi vào các cái hoàn cảnh nợ đói chẳng hạn rồi để cho những cái cái việc mà người dân phải khó khăn trong cái cái cuộc mà à, tức nghĩa là trong cái kêu gọi những người dân á coi như là kêu gọi là bảo vệ những cái người dân trong các cuộc xung đột mà bảo đảm những cái người dân được tiếp cận đầy đủ với những cái cơ sở hạ tầng thiết yếu thí dụ như là nguồn điện, nguồn nước hay là những cái nhu yếu phẩm ngay cả các cái dịch vụ y tế hoặc là tất cả những cái vấn đề mà cần thiết cho cái sự sống đó để họ đảm bảo được sống sót trong các cái vùng gọi là chiến sự. Và nghị quyết này thì ai cũng hiểu được rằng Việt Nam soạn thảo Và Việt Nam soạn thảo những cái nghị quyết này có lẽ là do rút kinh nghiệm rất là nhiều Về chính bản thân của Việt Nam Và chính trong các cái cuộc xung đột gần đây ở các cái nước Thí dụ như là nhiều khu vực mà họ thấy là có những cái sự xâm phạm Về cái quyền nhân đạo của người dân Thí dụ như ở Myanmar, à quên, ở Yemen, ở Syria, ở Nam Sudan Hay là ngay cả ở Uren, ngay cả ở Nigeria chẳng hạn hoặc là cái kinh nghiệm của chính bản thân Việt Nam trong cái thời chiến um, trước năm 1975 khi mà cứ uh, có những um, cái cuộc mà xung đột đó, bất cứ ở nơi nào khi mà người ta có thể uh, về phá hủy các nhà đèn phá hủy um, đường xá phá hủy đường nước phá hủy um, đường ống dẫn dầu phá hủy về um, các cái um, bệnh viện các cái trường học chẳng hạn có đủ thứ chuyện hết những cái điều đó nó sẽ tạo rất là nhiều cái khó khăn và nó đẩy cái người dân vào cái thế đường cùng và rất có thể là người ta phải tạo ra những cái cuộc di tản rất là lớn và những cuộc di tản không chỉ ở trong nước không mà người ta có thể là tràn sang những nước khu vực khi đó thì nó tạo ra những cuộc khủng hoảng khác về vấn đề di dân nữa và khủng hoảng về những cái vấn đề nhân đạo khác và đó là chưa nói về vấn đề dịch bệnh rồi về đủ thứ chuyện hết cho nên làm cái nghị quyết này đó ở Việt Nam đã thống nhất và đưa ra thì cái nghị quyết này cũng lên án về cái việc mà để người dân bị rơi vào các cái cảnh đối ở một số những cái khu vực đó như là một cái phương thức để mà tiến hành các cái cuộc chiến tranh. Họ muốn tạo ra những cái điều đó chẳng hạn đối với các phe phái. Hiện giờ ở trong miến điện có rất là nhiều phe phái, không chỉ là trong quân đội không mà có những cái lực lượng ít nhất là có ba bốn cái phe phái rất là mạnh. Đó là chưa nói đến 92 các cái đảng phái nữa và người dân đứng trước cái cuộc mà đấu đá với nhau và người dân có thể là bị xung vào quân đội của cái phe này hay phe kia và người ta còn rất là trẻ để mà cầm súng bắn nhau thì những cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái điều kiện rất là khó khăn cho những người dân và người dân đang đứng trước những cái ngọn súng như vậy và trước những cái 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 cuộc mà họ chống đối đó họ có thể làm bất cứ cái gì họ có thể phá hủy các cái công trình phá hủy các cái cơ sở hạ tầng ngăn chặn đường nước làm ảnh hưởng đủ thứ chuyện hết và cái vấn đề nhân đạo nó có thể khủng hoảng và điều đó là cái điều mà bây giờ đó Việt Nam chủ động trong cái việc mà đề xuất ra một cái nghị quyết để mà ngăn chặn hoặc là lên án những cái điều đó và hội chữ thập đỏ thì cũng hối thúc về cái việc mà cần phải bảo vệ bảo vệ tốt hơn những cái người dân đang mắc kẹt trong các cái vùng chiến sự và họ phải sống trong những cái điều kiện giống như thiếu nước thiếu điện giống như là không có được tiếp cận các cái dịch vụ y tế là cái điều đó là không thể chấp nhận được rồi và trong cái nghị quyết mang số là hai năm 73 này đó có thể nói đây là một cái cái mang tính chất là một cái di sản rồi nó đang mang tính chất là một cái dấu ấn rất là đặc biệt của Việt Nam và cái di sản này đó nó đi liền với cái lịch sử của Việt Nam luôn rồi trong cái vấn đề mà ngoại giao quốc tế bởi vì lần này đó thì Việt Nam đề xuất ra cái này có lên là chủ luôn cái nghị quyết là luôn và Đối với 64 nước đó đã được đồng bảo trợ cái việc với Việt Nam khi mà thông qua cái nghị quyết này thì gồm có năm nước trong cái thành viên thường trực và kể cả 10 nước không thường trực. Kể cả Anh, Pháp, Mỹ, Nga, ngay cả Trung Quốc đều không nhận luôn, tức là thống nhất về cái việc đề xuất này và thống nhất cái cái nội dung của cái nghị quyết. Rồi những cái nước khác như là Tây Ban Nha hay Uren hay là thổ Nhĩ Kỳ, Costa Rica hay là bờ biển Nga hay là xét rồi Bỉ, Brazil, Canada, nhiều nước rồi uh, ngay cả Hungary Ấn Độ các thứ này kia Nhật bản đồ cũng đều đồng ý hết và thông qua cho nên điều này cho thấy rằng cái um, cái sự thuyết phục của Việt Nam và đứng cái sự chủ trì của Việt Nam đó nó đã tạo được một sự đồng thuận rất là lớn. Dĩ nhiên người ta nói chỉ cần có 15 nước trong cái hội đồng bảo an là đủ rồi nhưng mà ngoại trừ ra thì nhiều nước khác họ cũng đồng ý nữa thì um, chính điều này đó cho thấy rằng um, cái nghị quyết này thì khi mà thông qua như vậy đó thì um, cái việc mà duy trì và bảo vệ cũng như là um, để mà cái vận hành các cái cơ sở thiết yếu trong cái cuộc sống của người dân miến điện thì người dân miến điện là cái cái người cái lực lượng cần được bảo vệ nhất cái lực lượng gọi là yếu thế trong cái xã hội lúc bây giờ trước những cái cuộc xung đột những cái phe phá chính trị mấy anh giành ghế giành đủ cái chuyện với nhau nhưng mà người miến điện là người được bảo vệ và bây giờ thì khối asean cũng đã thống nhất rồi ông tướng um, On the land, thì ông ta cũng đồng ý là để cho um, coi như khối asean đi vào và làm vấn đề nhân đạo cũng như là ngay cả vấn đề y tế thì những cái điều này là một cái điều nó có thể nó đạt được những cái đồng thuận lúc này là rất là quan trọng rồi còn những cái vấn đề khác là tính sao và bây giờ thì cũng chỉ còn cái hai ba ngày nữa thì việt nam hết những cái, cái cái nhiệm kỳ không phải hết nhiệm kỳ mà hết cái cái chức vụ làm chủ tịch hội đồng của bảo an liên hợp quốc thì um, hết tháng tư cũng là chấm dứt luôn và rõ ràng là trước khi chấm dứt cuối tháng tư thì việt nam cũng kịp gây dấu ấn của mình thì um, ghi dấu ấn bằng cái cách là thông qua cái nghị quyết khai năm bảy thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là chưa từng có chưa từng có so với hồi trước bây giờ thì bây giờ chúng ta cũng sẵn đây thì cũng tìm hiểu thêm một chút về cái bảy cái thông điệp của nghị quyết hai năm bảy mới vừa qua thì trong đó thì một là nhấn mạnh về cái hệ quả của việc tấn công các cái cơ sở hạ tầng là và những cái nhân viên mà tham gia vào cái việc mà vận hành hay là sửa chữa các cái cơ sở bảo trì các cái cơ sở hạ tầng đó. Và nó là những cái cuộc xung đột nó có thể là cản trở cái khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân. Tức là đầu tiên hết là người ta nói về những cái cái hệ quả và cảnh báo những cái hệ quả đó. Thứ hai là khẳng định cái hoạt động của các cái dịch vụ của các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu có phụ, phụ thuộc lẫn nhau. Thí dụ như là họ tấn công phá hủy trạm điện hay là cơ sở xử lý có thể ảnh hưởng tới um, các hoạt động của bệnh viện, tức là mang tính cho liên hoàn với nhau và hoặc là ảnh hưởng tới các cái cơ sở um, sản xuất phân phối lương thực thực phẩm chẳng hạn. Thì do đó đó là khẳng định rằng những cái hoạt động mà phá hủy hoặc là nó tác động vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu có thể là nó bị liên hoàn với nhau, không thể nói rằng khi mà tấn công vào vấn đề này hoặc là phá hủy cái vấn đề kia thì nó không liên đới cái chuyện khác không phải nó rẫn ra nó có những cái sự liên đới với nhau và thứ ba là nhấn mạnh cái việc phá hủy hay là phá hoại các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu có thể làm trầm trọng hơn cái tình trạng tị nạn lây lan dịch bệnh và cản trở các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và thứ tư là nhấn mạnh cần khôi phục tái thiết các cái dịch vụ thiết yếu theo cái hướng bền vững toàn diện và những cái điều này rõ ràng là đạt chỉ đồng thuận với từ khối asean với đại diện hiện giờ đang cầm quyền ở trong khối trong cái nước nước miếng điện và coi như là duy trì hòa bình và ở các quốc gia xung đột và hậu xung đột và thứ năm là khuyến khích các cái em coi như là khuyến khích các cái nỗ lực hợp tác nhằm để bảo vệ cơ sở hạ tầng những cái nỗ lực nào mà hợp tác thì khuyến khích những cái điều đó và um, coi như là theo yêu cầu của quốc gia và phù hợp với nhu cầu cơ bản của người dân thông qua bảo vệ nhân viên tham gia vận hành um, sửa chữa bảo trì các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu tức là có cái chế độ bảo vệ những cái nhân viên tham gia vào những cái việc này và thứ sáu là nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác quốc tế thông qua cái hỗ trợ quỹ um, kỹ thuật á hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực để mà hỗ trợ đáp ứng các cái nhu cầu nhân đạo của người dân trong cái xung đột và cho phép người dân phục hồi bền vững bao gồm mà phục hồi sau đại dịch Covid-19, bảo vệ sinh kế tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu và nâng cao sự tăng cường cho hoạt động của cư dân. Và thứ bảy cuối cùng á là kêu gọi người dân nâng cao cái chuyên môn kỹ thuật cho các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc tại địa phương để có thể hỗ trợ hiệu quả hơn việc cung cấp các cái dịch vụ thiết yếu cho người dân trong xung Độ thì chúng ta thấy rằng cách đây mấy ngày khi mà chuẩn bị họp với đại hội đồng khối asean thì cái đại diện ngoại giao đặc phái viên của liên hợp quốc về vấn đề myanmar cũng đã đến việt nam và bà ta cũng đã có cái sự tiếp xúc đối với bộ ngoại giao của việt nam và trong đó thì đưa ra rất là nhiều các cái đường hướng và rõ ràng thì bây giờ chúng ta thấy đã ghi cái dấu ấn. Thì trở lại cái vấn đề mà vị thế của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng trong cái thời gian gần đây, dĩ nhiên là nhiều người họ nói là 46 năm thì cái thời gian quá dài và lẽ ra là Việt Nam cũng phải đạt được như vậy. Với lại thì ở Việt Nam thì cái dân số cũng như là nằm trong cái vị thế hiện nay với 100 triệu dân thì nó một cái tiếng nói mà nó mạnh hơn là đúng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng có nhiều nước trên thế giới đó bây giờ cũng ngâm um, bị đóng cửa hoặc là họ có những cái quan hệ với bên ngoài hoặc là trong nước họ có những cái sự xung đột chẳng hạn bản thân họ họ lo còn chưa xong nó nhiều khi còn phải nhờ liên quốc giống như là người dân miếng điện trong hoặc tháng vừa qua chúng ta thấy nhiều người dân miếng điện ở ở nước ngoài đó cũng phải đến các cái đại sứ quán của nước này nước kia thậm chí là đến đại sứ quán của việt nam để mà yêu cầu giúp dùng hoặc là yêu cầu lên tiếng về vấn đề có miếng điện hoặc là can thiệp để bảo vệ cho người dân quyến điển thú chuyện hết tức là mình giao cái sinh mạng mình cho người khác trong khi ở việt nam bây giờ thì cái vị thế từ cái chỗ làm đất nước chiến tranh đất nước chia cắt làm cái vận mệnh của mình do những cái nước khác họ chi phối đến bây giờ thì việt nam đã hòa bình chủ động mà trong cái vấn đề ngoại giao ra thì việt nam còn đi giải quyết những vấn đề của người khác nữa Ví dụ trong đầu tháng 4 cũng có giải quyết những cái sự xung đột ở nhiều nơi như Syria chẳng hạn hoặc là những cái sự bất đổ, ổn ở chỗ này chỗ kia và đến hôm nay thì đem ra để mà giải quyết về cái vấn đề của Myanmar tức là mình đi bảo vệ hòa bình cho thế giới nữa chứ không chỉ riêng cho cái bản thân của Việt Nam không tức là từ cái chỗ mình phải ổn định mình phải có uy tín thì lúc đó mình mới đi ra bên ngoài được chứ vô trong nước mà nó có cái gì nó bất ổn thì dĩ nhiên tiếng nói bên ngoài nó không có bao giờ được như vậy cả nước nào cũng vậy hết nhưng người ta không bao giờ họ bầu một cái bắc triều tiên hay là bầu một cái đất nước mà như Syria mà đi vào cái hội đồng bảo an cả nói chung là ai cũng hiểu được cái điều đó rồi và những cái xung đột những cái sự khó khăn thì có cách giải quyết đi nữa cũng là giải quyết theo cái hướng là luật pháp quốc tế ví dụ như người ta là việt nam bỏ phiếu theo liên xô hay là bỏ phiếu bỏ phiếu theo nga hay là bỏ phiếu theo trung quốc thì rõ ràng chúng ta thấy trong cái vụ này không có ảnh hưởng đến trung quốc hết trung quốc họ có cái cách của họ và Việt Nam chủ động làm cái cách của Việt Nam dĩ nhiên là trên cái cơ sở đó là luật pháp của quốc tế tức là mình nắm về cái công pháp quốc tế càng chắc chừng nào thì những cái đề xuất của nó nó bám sát vào cái thực tế thôi dĩ nhiên là Việt Nam còn phải giữ cái tư cách là nằm ở trong cái khối ASEAN nữa cho nên làm gì làm đó cũng phải đảm bảo cái điều đó chứ mà nó mà có một cái sự vi phạm gì đó hoặc là nó có một cái sự mà giải quyết không thỏa đáng thì rõ ràng là những cái phe phái ở trong ngay cái đất nước miến điện người ta cũng sẽ không không bao giờ họ tôn trọng cả và họ sẽ thêm thường thậm chí là họ lên án dĩ nhiên là những người mà họ đấu tranh dân chủ nhân quyền họ không đồng ý những điều này đâu họ muốn rằng hội đồng bảo an liên quốc phải chỉ trích thẳng vào cái cái lực lượng đang cầm quyền ở bên đó là cái lực lượng quân đội và yêu cầu họ phải tánh ra để mà họ giao quyền lực lại này kia cái nọ đủ thứ chuyện họ, họ cứ yêu cầu theo cái kiểu như là mỹ đang lên tiếng vậy nhưng mà ngược lại thì thế giới họ có cái cái luật riêng và ngay cả cái luật đó, ngay cả cái biện pháp đó người ta thấy rằng đúng, chính vì vậy 15 nước mới đồng ý, ngay cả Mỹ và dân phải đồng ý. Và ngay cả 64 nước trong đó có nhiều nước ở bên ngoài Hội đồng Bảo an, họ cũng đồng ý để mà ủng hộ cho Việt Nam thông qua một cái nghị quyết như thế này. Và cái nghị quyết này cũng cũng là cái cái nghị quyết có thể nói là mạnh nhất về vấn đề của Myanmar tính ở thời điểm như hiện nay, tức như là um, lên án về những vấn đề mà um, xung đột về lên án về vấn đề mà vi phạm nhân đạo và yêu cầu mở cửa rồi vấn đề nhân đạo và họ khuyến cáo hàng loạt những cái vấn đề thì đó mới là cái điều mà cần thiết và um, chúng ta thấy rằng là sau 46 năm rồi bây giờ thì cái vị thế của Việt Nam trong vấn đề mà làm ăn kinh tế đó nó cũng đã chủ động hơn rất là nhiều hàng loạt các cái hiệp định ra chúng ta thấy rồi và um, cái tỷ lệ mà xuất nhập khẩu hàng năm cái kim ngạch rất là cao lên tới năm trăm mấy chục tỷ năm nay có thể lên tới sáu trăm tỷ và với cái đà này có thể là sau nhiều năm nữa Việt Nam cũng phải lên tới người ta nói rằng Việt Nam còn khả năng phát triển lên tới cả ngàn tỷ Thế có kiểu là kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không phải là ít thậm chí là hơn nữa và đó là một khoảng thời gian rất là dài chúng ta không nói về vấn đề tương lai đi nhưng mà bây giờ trong cái thời điểm này thôi cũng đã cho thấy rằng nó là một bộ vị, một cái vị thế một cái xu hướng phát triển không thể đảo ngược lại chứ còn bây giờ mình có những cái sự chống đối hoặc những cái sự mà giềm pha đó theo kiểu chế diễu rồi đặt ra hàng loạt những vấn đề là um, coi như hề hóa những hoạt động ở trong Việt Nam thực ra nó không đúng người mình thấy được rằng um, cái việc mà làm ăn á, trong cái quan hệ quốc tế nó không phải là vấn đề đơn giản mà người ta có rất nhiều các cái kiến thức và phải tìm hiểu rất là nhiều về um, cái luật pháp nữa và những cái điều này cho thấy rằng um, cái um, cái vị thế nói chung là cái um, cái sự uy tín đó của một cái quốc gia đó nó nó thể hiện rất là nhiều thứ và để được cái điều đó đó và càng ra được các cái nghị quyết như thế này thì thông qua được những cái nghị quyết mà mình đề xuất đó thì cái vị thế uy tín càng cao hơn nữa thì đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Tức là sau 46 năm rồi và chúng ta kỷ niệm lần thứ coi như là thống nhất đất nước thì cũng phải thấy được rằng đây là một cái sự phát triển phát triển rất là cao và chúng ta phải nhìn cái sự phát triển nó khoảng chỉ 25 năm nay thôi, đừng có nhìn quá xa bởi vì trước kia sau năm 1975 thì có khá nhiều các cái điều kiện khách quan và chủ quan rất là đặc biệt trong 20 năm đầu đó nó nó rất là khó khăn, nói chung là khó khăn về về nhiều thứ lắm, về chủ quan cũng có, về khách quan cũng có và chúng ta hãy nhìn lại trong 25 gần 25 năm gần đây khi mà Mỹ họ xóa cấm giận á thì bắt đầu mới mới khởi sắc ra và những cái khởi sắc này nó nó thay đổi một cách hết sức là thần kỳ về nhưng mà cái thần kỳ nhất có lẽ là thay đổi về vấn đề nhận thức thay đổi về những vấn đề đường lối và thay đổi về cái cái cơ cấu cơ chế đó cái đó mới là quan trọng và thay đổi về cái cách để mà tự phát triển tự hoàn thiện mình và cái cách tiếp cận nó một cách tự tin nó một cách toàn diện hơn đối với bên ngoài đó mà cái điều mà mà chúng ta mới thấy được cái thành tích rất là kinh khủng và đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay rất cảm ơn quý vị sẽ trở lại vấn đề này trong một chương trình tới rất là cảm ơn xin kính chào